chào quý vị các bạn đến với thiết bị y tế Hải Minh. Hôm nay tôi giới thiệu quý vị các bạn về dòng sản phẩm là máy xoa bóp bằng áp lực hơi với hai kênh độc lập của model là UM8500 của hãng Maxstar Hàn Quốc. Thì trên đây là giao diện của máy, chúng ta sẽ gồm có một máy chính, tiếp theo là sẽ còn có các cáp chia cho ống dẫn hơi kết nối với các phụ kiện giống như là bao tay này hoặc là bao chân của chúng ta. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm cả bao eo, đúng không ạ? Tiếp theo và đây chúng ta sẽ có các công tác dừng khẩn cấp trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Khi có vấn đề phát sinh, chúng ta có thể để bệnh nhân bấm dừng và thông báo cho chúng ta. Chúng ta sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt của chúng ta và các tấm đệm lót và lan bàn chân để trong quá trình điều trị bằng chân của chúng ta. Thì sau đây chúng ta sẽ đi vào cách hướng dẫn vận hành và lắp ráp từng bộ phận cho máy. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có các phần, ví dụ như phần công tác dừng khẩn cấp hai kênh, chúng ta sẽ có hai công tác dừng khẩn cấp. Chúng ta chỉ cần cắn thẳng và rút thẳng vào mộc vào khu vực cắn của chúng ta. Tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách kết nối với các ống dẫn của ống dẫn hơi của máy. Thì chúng ta sẽ có một cáp đôi của chúng ta như thế này, kết nối với từng phụ kiện. Có ví dụ chúng ta có thể thay ở đây bằng là điều trị bằng bao chân hoặc là bao eo hoặc là bao tay. Thì chúng ta sẽ ở trên này sẽ có các phần mũi tên đánh dấu, chúng ta chỉ cần bóp nhẹ trên này, chúng ta sẽ rút ra. Đây thì đây sẽ là phần kia của chúng ta. Chúng ta có thể thay thế bằng bao chân hoặc là bao eo kia. Còn cắm thì tương tự, chúng ta sẽ cắm vào, cắm tương tự ở chúng đây, cắm theo hai mũi tên, cắm thẳng hộ. Và với những vùng như điều trị bằng eo hoặc là tay thì chúng ta thường chỉ điều trị một tay và một eo, thì chúng ta sẽ có thêm một cái đầu chặn khí ở trên cái ống đôi của chúng ta, không tương tự cắm thẳng rút thẳng. Vì chúng ta chỉ điều trị bằng hai chân chứ không bao giờ chúng ta điều trị hai tay cùng một lúc thì máu sẽ dồn về tim, sẽ ảnh hưởng đến cho bệnh nhân không tốt. Vì chúng ta cũng có thể là điều trị kết hợp là ví dụ hai bệnh nhân cùng một lúc điều trị hai cánh tay thì có thể được, chứ chúng ta không nên điều trị là hai tay vào cùng một bệnh nhân. Đây chúng ta sẽ có một cái đầu chặn khí để tránh hiện tượng hợp khí. Thì đầu còn lại của chúng ta sẽ kết nối trực tiếp với máy bằng hướng mũi tên lên trên của chúng ta. Đây chúng ta cắm vào các cọc trên máy, cắm thẳng, cắm chặt chặt tay ấy. Tương tự rút thì chúng ta sẽ rút tương tự. Với kênh còn lại chúng ta sẽ làm tương tự. Thì sau đây chúng ta sẽ đi vào vận hành máy bằng cách cắm nguồn vào mặt sau của máy và bật công tắc. Khởi động. Đây, trên đây chúng ta là giao diện khởi động máy của chúng ta. Trên màn hình sẽ được chia đôi. Đây sẽ có hai mục, kênh A và kênh B của chúng ta. Thì ở trên này chúng ta gồm có các thông số, ví dụ như thời gian điều trị, áp lực bóp được tính theo đơn vị milli thủy ngân. Có các mục tiếp theo, dòng tiếp theo là chế độ đảo ngược khi chúng ta bóp, ví dụ bóp từ bàn chân lên đến bắp đùi thì chúng ta đã đảo ngược, thì tiếp theo sẽ làm ngược lại từ bóp từ trên bắp đùi xuống bàn chân. Và chế độ đấy chỉ áp dụng cho 4 chế độ ABCD. Ở dưới đây của chúng ta thì gồm có các mục như ABCD, ES thì nó là các chương trình cài đặt sẵn của hãng của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ có hai phím là phím skip và phím OK. Ở phím này chúng ta cho phép lựa chọn hoặc bỏ kênh, ví dụ như với những vết thương hở và là zola hoặc là những vùng loét ở chân chúng ta có thể là do mụn, chúng ta có thể bỏ kênh hoặc chọn kênh đấy đi để tránh hiện tượng bóp ở đây sẽ gây tổn thương thêm cho bệnh nhân. Tương tự với kênh 2 sẽ là tương tự, thì với cái giao diện của chúng ta thì chúng ta có thể điều chỉnh được thời gian dao động từ 5 đến 95 phút và áp lực thủy ngân chúng ta sẽ xoay bằng phím xoay này từ 1 đến 200 ml thủy ngân của chúng ta áp lực bóp. Ở dưới đây chúng ta sẽ có phím Start Stop để bắt đầu. Thì sau đây tôi sẽ làm trực tiếp trên cơ thể để chúng ta theo dõi quá trình vận hành của máy. Thì tôi sẽ test trên tay trước. Đây thì mình đây tôi sẽ test thử. Còn trong quá trình đai chúng ta sẽ phải đai chặt cho bệnh nhân. Đây tôi sẽ, của tôi là sử dụng kênh 2, tôi đã sử dụng một đầu chặn chặn tay rồi, chúng ta sẽ sử dụng được một cây được.
Thì bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ cài đặt cái thời gian đúng không ạ? Tôi sẽ để là 5 phút với áp lực khoảng 100 niệm. Tôi chọn chế độ bóp ở Kenya nha đúng không ạ? Chúng ta có thể chọn các chương trình này mặc định sẵn. Chúng ta sẽ ấn phím start top đây bắt đầu. Chúng ta sẽ nhìn đây, bắt đầu sẽ bóp. Các bạn sẽ bóp. Dòng này khác với dòng bình thường là chúng ta sẽ có 6 khoang bóp thì sẽ tăng hiệu quả điều trị bóp tốt hơn so với những dòng thông thường chúng ta là chỉ có 4 khoang. Đấy, chúng ta sẽ bóp vào chế độ A này, chúng ta sẽ bóp khoang 1 và bóp và giữ trong vòng 20 giây thì tiếp tục sẽ bóp giữ khoang 1 và bóp tiếp khoang 2. Tương tự với các kênh 3, 4, 5, 6 thì cứ bóp được đến khi được đến ngưỡng là áp thủy ngân chúng ta 99 thì sẽ là giữ 20 giây và tiếp tục sẽ là bóp khoang tiếp theo và giữ các khoang còn lại. Và trong quá trình này tôi vẫn có thể là test kênh còn lại cho chúng ta được bằng cách đây, cái này tôi sẽ để khoảng 10 phút đi ạ, đúng không ạ? Áp lực thủy ngân tôi sẽ để khoảng tầm 60 hoặc 70 thôi ạ, 50 đi ạ. Và chúng ta phím start, chúng ta phải chọn chế độ nữa, lần này tôi sẽ chọn chế độ B. Và chúng ta có thể nhìn đây, đây là tôi để hai bao chân, chúng ta test thử bóp rất là căng. Đấy, chúng ta cũng có thể là để chế độ đồng được. Lúc trước khi bắt đầu chúng ta có thể chọn chế độ đồng được. Thì ở chế độ đồng được của chúng ta ấy thì khi mà chế độ bình thường chúng ta đang bóp là từ khoang 1 thì khoang 2, khoang 3, khoang 4, khoang 5, khoang 6. Thì ở chế độ đảo ngược thì ở chu trình tiếp theo nó sẽ bóp là từ khoang 6, khoang 5, khoang 4, khoang 3, khoang 2, khoang 1 và nó lặp đi lặp lại cho hết cái chu trình là thời gian điều trị của chúng ta là 5 phút. Và kết thúc giữa từng một chu trình thì sẽ được nghỉ khoảng 5 giây nhỉ. Đấy. Bóp rất là căng. Và trong quá trình bóp chúng ta vẫn có thể giảm áp lực đi được. Đấy, bắt đầu sẽ nhả 5 giây. Và chúng ta muốn dừng thì chúng ta ấn tiếp vào phím stop start ở đây để tạm dừng. Đấy, các bạn có thể nhìn bên này chúng ta đã có thể đây là cái chế độ đảo ngược chúng ta khi nào đèn sáng là được. Và kể cả trong quá trình dùng chúng ta một bệnh nhân có vấn đề chúng ta có thể ấn dùng công tác dừng cấp, máy sẽ tự nhả hơi luôn cho bệnh nhân để bảo an toàn cho bệnh nhân trong quá trình phát điều trị. Đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách bỏ kênh. Chúng ta bỏ các khoang mà điều trị không cần thiết. Ví dụ tôi vẫn điều trị ở trên tay của tôi đi ạ. Đây nhìn sẽ rõ hơn. Ở đây, chúng ta sẽ có phím skip của chúng ta đây đúng không ạ? Không ạ. Anh quay vào đây của em một chút. Các bạn nhìn ở đây, chúng ta có phím skip ở đây và chúng ta sẽ có hiển thị đèn led ở kênh 1 đến kênh 6 này. Chúng ta ấn phím skip này. Khi mà nhấp nháy đèn kênh này, chúng ta ấn phím ok một lần là sẽ tắt khoang đi của chúng ta đi đúng không ạ? Và chúng ta ấn ok lần nữa thì sẽ là bật lại khoang. Tương tự, chúng ta ví dụ bỏ khoang 1, khoang 2 đi ạ, ấn khoang 2 thì chúng ta sẽ ấn skip lần nữa này, khoang 2 nhấp nháy này. Bỏ khoang 1, khoang 2 đúng không ạ? Đấy, chúng ta tiếp tục tôi sẽ bỏ tiếp khoang 5, bỏ khoang 6 đi. Đây chúng ta sẽ bỏ khoang 5 thì sau khi chúng ta cài đặt tương tự chúng ta vẫn làm các bước như trên, chúng ta sẽ ấn bắt đầu. Lúc này chúng ta sẽ chỉ bóp là các khoang còn lại. Đấy, thì lúc này tôi bỏ khoang 1, khoang 2, khoang 3 thì bây giờ khoang 1 nó chưa bóp, nó vẫn bắt đầu. Nhưng mà đợi hết 20 giây sẽ bắt đầu chuyển khoang. Đấy, khoang 2, khoang 3, khoang 3, khoang 4 chúng ta đây. Ở trên đèn này hiển thị khoang 3, khoang 4 sẽ là bóp. Còn khoang 1, khoang 2 sẽ là không bóp. Chúng ta bỏ khoang đi. Làm bóp khoang 3 trước đấy. Con xuống đường được nào, bây giờ có phải anh ký áo đâu, ai ký đâu mà.
năng nữa chúng ta bỏ sẽ không có phần support lên con 6 luôn, đúng không? Chúng ta đã thấy. Tất cả những con này đều sẽ được mục định là giữ trong vòng 20 giây mình sẽ nhả ra. Thì kết thúc nghỉ chương trình, nghỉ một chu trình bóp sẽ là 5 giây. Đây, chúng ta sẽ được nhả ra hết, đúng không? Đấy, lúc này chúng ta với chị chu trình đảo ngược, chúng ta sẽ bóp bắt đầu lại từ khoảng 6 này. Các bạn có thể thấy trên đèn led khoảng 6 sáng và bóp đây. Căng một mặt, các một còn lại căng mềm, đúng không? Tương tự thì nó vẫn sẽ bỏ khoảng 5 của chúng ta, nó sẽ bóp cây khoảng 4 và khoảng 3. Chu trình sẽ tiếp theo sẽ lặp lại ngược lại. Và kết thúc khi nào kết thúc đúng 2 phút thời gian chúng ta điều trị. Đấy. Đúng không ạ? Con này bỏ đúng không ạ? Và quá trình điều trị trong chúng ta điều trị cho bệnh nhân thì thường thì tối đa 2 lần một ngày, có thể là 3 nhưng mà thường thì nên chỉ là tối đa khoảng 2 lần một ngày. Và một lần điều trị không quá 30 phút cho một vùng điều trị. Một cái lưu ý trong quá trình khi vận hành máy của chúng ta đó là về những cái phần ví dụ như vệ sinh và bảo dưỡng vệ sinh cái bao này chúng ta thì chúng ta chỉ nên dùng cái khăn mềm ẩm, chúng ta làm ẩm một chút và chúng ta có thể lau qua một chút vào để khô. Chúng ta không nên giặt bao này vì giặt trong này chúng ta sẽ gây nhanh mủ chỉ các đường chỉ và những cái vỏ bao bên trong sẽ nhanh hỏng bao của chúng ta hơn. Thứ hai, chúng ta sẽ không được để các vật nhọn sắc chọc vào những vật này, chúng ta sẽ gây châm kim thì sẽ không bơm được. Và cũng có thể là nếu mà chúng ta muốn sử dụng máy sạch sẽ hơn thì chúng ta cũng có thể là làm những cái dạng máy may áo để chúng ta bọc vào cho tránh những hiện tượng mà bệnh nhân có mồ hôi ra hoặc là những cái vết thương hở như kiểu các mụn vết lở loét có thể gây ra bẩn bao của chúng ta. Về phần máy của chúng ta thì vệ sinh máy thì chúng ta vẫn sử dụng cho em là một cái khăn mềm mỏng, không sử dụng chất tẩy rửa, chúng ta sẽ lau qua máy để cho sạch sẽ hơn. Thì trên đây là em đã hướng dẫn mình về cách sử dụng và vận hành máy UAM8500 của hãng Maxstar. Thì mọi ý kiến đóng góp có thể liên hệ với hotline của Hải Minh hoặc là các kênh YouTube và fanpage Facebook của Hải Minh DSC. Xin cảm ơn.